Ok, xin chào anh em là Tú. Hôm nay em Tú sẽ trên tay cho anh em một mẫu của thương hiệu Mont Blanc anh em nhé. Chiếc này của em đây sẽ đầy đủ là hộp sổ thẻ cũng như là một cái giấy chứng nhận bộ máy được test 500 giờ của Mont Blanc. Đó, rất là tuyệt vời. Ở bên trong này sẽ có số seri và mã máy anh em nhé. Chiếc này sẽ đầy đủ là hộp sổ như đây và em nó sẽ có mã là 118225 để anh em nào muốn biết thêm thông tin chi tiết về chiếc đồng hồ này thì có thể search theo cái mã này. Ok, thì trên tay em là một chiếc đồng hồ Mont Blanc được làm rất là thanh lịch cũng như là rất là trẻ trung. Em nó sẽ có một cái màu mặt là màu mặt xanh la vi và sẽ được trải tia sunburst rất là đều trên mặt sổ anh em nhé. Em trải tia này thì anh em thấy được là nó cực kỳ là đều đặn cũng như là không có một cái vết gợn nào cả, vì cái mặt tia này anh em thấy nó rất là đều. Nếu mà có một phần mà không đều thì nhìn cái mặt số sẽ bị rất bị lộ. Còn chiếc này của em thì hai bông bờ lăng họ làm một cái mặt rất là đều cũng như là một cái màu sắc cực kỳ là tuyệt vời. Dòng chữ Mont Blanc Automatic ở góc 12 giờ đây, cùng với đó là ô lịch thứ và ô lịch ngày ở góc 12 và góc 3 giờ. Bộ kim sẽ được làm bằng thép anh em nhé, thép đánh bóng, và bộ kim này cũng sẽ được làm rất là sắc nét, cũng như là cọc số cũng vậy, cọc số sẽ là cọc số index để tạo cái vẻ thanh thoát cho cái mặt đồng hồ. Chiếc này có size 39mm và độ dày sẽ khoảng tầm 9mm anh em nhé. Một cái size thông số khá là phù hợp với những anh em nào yêu thích sự thanh lịch công sở hoặc trẻ trung. Đến mặt kính của chiếc đồng hồ này sử dụng sẽ là mặt kính sapphire nguyên khối anh em nhé. Mặt kính sapphire nguyên khối và thân sẽ là thân thép không gỉ 316, sẽ được đánh bóng toàn bộ phần thân này. Nên là anh em nhìn là phần thân này nó cực kỳ bắt sáng rất là tốt. Đó, anh em nhìn là thép bóng được làm rất là đẹp. Chúng ta sẽ có một cái lùm đây, cùng với đó là logo thương hiệu của hãng. Chiếc này thì là sẽ là hai lịch ba kim, và anh em sẽ rút ra một lốc sẽ là bạn tiến lên sẽ là chỉnh lịch ngày, và bạn ngừng lại sẽ là chỉnh lịch thứ anh em nhé. Còn rút ra lốc thứ hai của em sẽ là chỉnh giờ. Em thấy được là em đã chỉnh em đã chỉnh về 10:10 để cho chiếc đồng hồ nó sẽ cân đối và đẹp hơn. Đó. Anh em có thấy thích chiếc đồng hồ này không? Một chiếc đồng hồ rất là dễ đeo. Đi kèm với cái mặt mặt xanh này thì sẽ được trang bị cho bộ dây là sẽ là một bộ dây da, và sẽ bộ dây này cũng sẽ có màu xanh la vi anh em nhé, cùng tông với cái màu mặt. Và bộ dây được làm rất là led, rất là mềm mại cũng như là rất là mỏng của Mont Blanc. Đó. Chúng ta sẽ có logo thương hiệu của hãng. Khóa sẽ là khóa xiên để giúp anh em đeo đồng hồ nó rất là dễ, và khóa này thì nó sẽ rất là ôm tay. Mặt sau thì anh em sẽ thấy được là bộ máy của chiếc đồng hồ này sử dụng. Bộ máy này là bộ máy 2418 anh em nhé. Bộ máy này sẽ còn 25 chân kính, tần số tác động là 28.800, và thời gian tích cóp của bộ máy này là 38 tiếng anh em nhé. Đó, củ vang cũng như là các đường vân trong máy được đánh rất nhiều vân phay xước rất là đẹp, cùng với đó là lồng chữ Mont Blanc nổi bật ở trên củ vang. Ở bên ngoài thì anh em sẽ thấy được là chúng ta sẽ có là thương hiệu của hãng này, độ chống nước là 30m, và chúng ta sẽ có chuyện bộ máy 500 giờ ở đây, Swiss Made này, dòng sản phẩm là Heritage, và chúng ta sẽ có là toàn thân thép không gỉ, ngoài đó là số seri ở bên này. Ok, em sẽ lên đây thử cho anh em chiếc đồng hồ này nhé. Một chiếc đồng hồ size 39mm cũng khá là dễ đeo, anh em cổ tay dưới 16, dưới 17 là có thể đeo được chiếc đồng hồ này. Một chiếc đồng hồ sang trọng, lịch lãm và trẻ trung cho anh em là thích nhẹ nhàng. Ok, thì bên em đang bán chiếc này là một chiếc hàng mới 100%, đầy đủ là hộp sổ thẻ bảo hành sau em 25, lỗi một đổi một trong vòng 7 ngày nếu lỗi nhà sản xuất. Thì bên em đang bán một cái mức giá là tốt cho anh em là chưa đến 40 triệu cho chiếc đồng hồ này anh em nhé, chưa đến 40 triệu. Anh em quan tâm chiếc đồng hồ này của em thì có thể qua trực tiếp shop để lên tay, cũng như để lại tin nhắn cho em để em có thể tư vấn trực tiếp cho anh em nhé. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video.
Em xin chào, gặp lại anh em.